Xin chào các bạn. Hiện giờ trong tay tôi đang có một công cụ gọi là Color Sensor Product, là một cái thiết bị giúp chúng ta tìm được cái mã màu sơn tương ứng với cái màu sắc mà chúng ta mong muốn sơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử quy hợp và thử cài đặt cái thiết bị như này và xem thử nó sẽ được hoạt động như thế nào. Sau khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ thấy gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cái thiết bị dùng để đo màu ở đây. Và cái thứ hai, chúng ta có một cái hộp. Thì trong hộp này nó bao gồm có cái gọi là cái cáp để sạc cái thiết bị, một cái cổng móc để đeo vào cái thiết bị. Sẽ thấy đây là cổng cáp sạc để kết nối vào máy vi tính, hoặc là cổng USB để sạc pin, và đây là cái dây cáp nối, cái cáp để gắn thiết bị. Để sử dụng được cái thiết bị đo màu sắc này, chúng ta sẽ cần liên kết nó với một cái ứng dụng ở trên smartphone. Ở đây tôi sẽ cài cái ứng dụng smartphone để chúng ta có thể kết nối hai cái thiết bị này với nhau. Đầu tiên chúng ta sẽ vào cài đặt một ứng dụng gọi là TestFly ở trên Apple Store nếu mình dùng hệ điều hành iOS của Apple. Ở đây thì tôi cũng có cài đặt sẵn rồi. Sau khi cài đặt xong ứng dụng TestFly, chúng ta sẽ vào một cái đường link để download một cái app giúp chúng ta liên kết với lại cái thiết bị Color Sensor. Thì ở đây tôi đang có một cái QR code, chúng ta sẽ scan cái mã QR code này để dẫn tới cái đường link download và sử dụng. Thì ở đây nó sẽ dẫn ta tới một cái app gọi là DualTrack Color Sensor. Thì ở đây chúng ta bấm accept để vào. Sau khi open, ta sẽ tiến hành cái bước tiếp theo. Rồi, ở đây chúng ta sẽ kết nối cái thiết bị vào với cái app. Bởi vì cái thiết bị sensor này chúng ta mới vừa khui chưa có pin nên tôi sạc để cho cái thiết bị nó có cái pin để chúng ta có thể tìm thấy thông qua cái app với Bluetooth. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là app sẽ detect, tức là phát hiện ra cái thiết bị và chúng ta kết nối nó lại. Ở đây tôi có chuẩn bị một cuốn sách có cái trang bìa màu đỏ. Thì giả sử chúng ta muốn tìm cái mã màu sơn tương ứng cái màu đỏ này thì chúng ta có thể pha sơn và sơn, thì rất là đơn giản, chúng ta sử dụng cái thiết bị Color Sensor này đặt lên cái bề mặt phẳng như thế này. Sau đó chúng ta sẽ chỉ việc bấm nút tìm thì nó sẽ giúp chúng ta tìm ra những cái màu nó tương đồng nhất với cái màu mà chúng ta đang muốn sơn. Ở đây chúng ta thấy là nó dẫn ra được những cái cốt màu, những cái bảng màu như thế này. Chúng ta chọn cái màu này thì mình có thể là chụp hình lại cái bảng màu mà chúng ta muốn sơn, để chúng ta khi mà chúng ta đem ra cửa hàng á thì mình đưa cho họ thì họ sẽ thấy được cái mã màu này và sẽ pha cho chúng ta. Ngoài ra cái ứng dụng này còn giúp chúng ta là tham khảo cái cách phối màu đối với cái mã màu sơn mà chúng ta tìm. Ở đây là chúng ta đã thấy được cái hình phối màu đúng không? Phần khách giúp chúng ta có nhiều cái ý tưởng phối màu hơn.